Câu hỏi về bản chất con người, về sự đối lập giữa xác thịt và thiêng liêng đã là một chủ đề xuyên suốt lịch sử các tôn giáo. Mỗi tôn giáo, với những giáo lý và quan niệm riêng, đã đưa ra những cách hiểu khác nhau về vấn đề này, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu và kỳ vọng khác nhau đối với con người. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá quan điểm của các tôn giáo lớn trên thế giới về vấn đề người xác thịt hay người thiêng liêng, từ đó thấy rõ sự đa dạng và sâu sắc trong cách các tôn giáo hiểu và giải quyết vấn đề này. Quan điểm của các tôn giáo lớn. Kitô giáo. Trong Kitô giáo, khái niệm xác thịt thường được liên kết với bản tính tội lỗi của con người, với những ham muốn thấp kém và sự xa cách khỏi Thiên Chúa. Con người bị cám dỗ bởi xác thịt, dẫn đến sự phạm tội và mất đi ân sủng của Thiên Chúa. Ngược lại, thiêng liêng đại diện cho bản chất thần thánh được ban tặng cho con người, cho sự liên kết với Thiên Chúa và việc sống theo các giáo huấn của Chúa Giêsu. Sự cứu rỗi là một trong những khái niệm cốt lõi trong Kitô giáo. Theo giáo lý, con người có thể được cứu rỗi khỏi tội lỗi và đạt được sự thánh thiện thông qua đức tin vào Chúa Giêsu. Đức tin này không chỉ là một niềm tin mơ hồ mà là một sự cam kết sâu sắc và toàn diện, thay đổi cách sống và cách suy nghĩ của người tin. Chúa Giêsu, với sự hy sinh trên thập giá, đã mở ra con đường cứu rỗi cho con người, giải phóng họ khỏi sự nô lệ của tội lỗi và ban cho họ một cuộc sống mới, một cuộc sống không còn bị nô lệ bởi xác thịt mà được dẫn dắt bởi Thánh Linh. Phật giáo. Trong Phật giáo, khái niệm xác thịt được hiểu là sự bám chấp vào những hiện tượng vật chất, vào những cảm giác và dục vọng. Sự bám chấp này dẫn đến khổ đau và luân hồi. Thiêng liêng trong Phật giáo liên quan đến việc giác ngộ, đến việc vượt qua những ràng buộc của vật chất và đạt đến trạng thái niết bàn. Tứ diệu đế là cốt lõi của giáo lý Phật giáo, bao gồm khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Khổ là hiện thực không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Nguyên nhân của khổ là sự bám chấp và dục vọng. Sự chấm dứt khổ là trạng thái niết bàn, và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là con đường thực hành để đạt đến sự giác ngộ, bao gồm các yếu tố như chính kiến, chính niệm, tinh tấn. Chính kiến là cái nhìn đúng đắn, chính niệm là sự tỉnh thức trong mọi hành động, và tinh tấn là sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tu tập. Bằng cách thực hành bát chánh đạo, người tu tập có thể dần dần vượt qua những ràng buộc của xác thịt và đạt đến trạng thái thiêng liêng, nơi không còn khổ đau và luân hồi. Hồi giáo cũng nhấn mạnh sự đối lập giữa xác thịt và thiêng liêng. Xác thịt được hiểu là những ham muốn thấp kém, những hành động trái với luật Allah. Thiêng liêng đại diện cho sự tuân thủ luật Allah, cho việc sống một cuộc đời khiêm tốn và phục vụ Allah. Năm cột trụ của Hồi giáo là những hành động cơ bản mà mỗi người Hồi giáo phải thực hiện, bao gồm xưng thần, cầu nguyện, bố thí, ăn chay Ramadan và hành hương đến Mecca. Sharia là luật Hồi giáo quy định mọi khía cạnh của cuộc sống, từ các vấn đề tôn giáo đến các vấn đề xã hội. Luật Sharia không chỉ là một hệ thống luật pháp mà còn là một cách sống, hướng dẫn người Hồi giáo trong mọi hành động và suy nghĩ, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những quyết định lớn trong cuộc đời. Sự tuân thủ luật Sharia giúp người Hồi giáo sống một cuộc đời thiêng liêng, xa rời những cám dỗ của xác thịt và hướng tới sự phục vụ Allah. Sự tương đồng và khác biệt. Mặc dù có những khác biệt trong cách hiểu cụ thể, các tôn giáo lớn đều chia sẻ một số điểm chung trong quan niệm về xác thịt và thiêng liêng. Trước hết là sự đối lập giữa những ham muốn vật chất và những giá trị tinh thần. Tất cả các tôn giáo đều nhận thức được rằng sự bám chấp vào những ham muốn vật chất là nguồn gốc của khổ đau, và rằng chỉ có thông qua việc tu tập và giữ gìn những giá trị tinh thần, con người mới có thể đạt được sự giải thoát. Khổ đau là một chủ đề chung trong các tôn giáo lớn. Kitô giáo cho rằng sự bám chấp vào xác thịt là nguyên nhân của tội lỗi và khổ đau. Phật giáo cũng coi sự bám chấp vào xác thịt là nguyên nhân của khổ đau và luân hồi. Hồi giáo cũng chia sẻ quan điểm này, cho rằng những ham muốn thấp kém và hành động trái với luật Allah dẫn đến khổ đau và sự xa cách khỏi Allah. Cả ba tôn giáo đều đưa ra những con đường để giải thoát con người khỏi khổ đau và đạt đến sự giác ngộ hoặc cứu rỗi. Tuy nhiên, cũng có những khác biệt đáng chú ý trong quan niệm của các tôn giáo về xác thịt và thiêng liêng. Kitô giáo nhấn mạnh tính tội lỗi của con người bẩm sinh, trong khi Phật giáo coi khổ đau là một phần của cuộc sống và không có một thực thể vĩnh cửu nào gọi là tâm hồn. Hồi giáo, trong khi đó, coi sự tuân thủ luật Allah là con đường để đạt đến sự thiêng liêng, khác biệt với sự cứu rỗi thông qua đức tin vào Chúa Giêsu trong Kitô giáo hay việc tu tập thiền định trong Phật giáo. Ý nghĩa đối với cuộc sống hiện đại. Trong thế giới hiện đại, với những cám dỗ vật chất và những áp lực cuộc sống, câu hỏi về người xác thịt hay người thiêng liêng vẫn còn nguyên giá trị. Các tôn giáo cung cấp cho chúng ta những hướng dẫn và nguồn cảm hứng để sống một cuộc sống có ý nghĩa, để vượt qua những khó khăn và tìm kiếm sự bình an nội tâm. Tuy nhiên, việc áp dụng các giáo lý tôn giáo vào cuộc sống hiện đại đòi hỏi sự suy ngẫm và lựa chọn. Chúng ta cần kết hợp những giá trị tinh thần mà tôn giáo mang lại với những hiểu biết khoa học và những thực tế xã hội để có một cuộc sống cân bằng và hạnh phúc.
trong bối cảnh hiện đại, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, chúng ta đối mặt với nhiều thách thức mới về đạo đức và tinh thần. Sự phát triển kinh tế và công nghệ mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về giá trị con người và ý nghĩa của cuộc sống. Câu hỏi về người xác thịt hay người thiêng liêng trở nên đặc biệt quan trọng khi chúng ta đối mặt với những vấn đề như biến đổi khí hậu, bất công xã hội và những căng thẳng chính trị. Các tôn giáo có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn chúng ta tìm ra những giải pháp đạo đức và bền vững cho những vấn đề này. Tuy nhiên, việc áp dụng các giáo lý tôn giáo vào cuộc sống hiện đại không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng ta cần phải cân nhắc và điều chỉnh để đảm bảo rằng những giá trị tinh thần mà chúng ta theo đuổi không mâu thuẫn với những thực tế và yêu cầu của xã hội hiện đại. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo trong cách chúng ta tiếp cận và thực hành tôn giáo. Chúng ta cần tìm ra những cách thức mới để thực hành những giá trị tinh thần trong bối cảnh hiện đại, đồng thời duy trì sự tôn trọng và lòng thành kính đối với những truyền thống và giáo lý tôn giáo. Câu hỏi về người xác thịt hay người thiêng liêng là một câu hỏi không có câu trả lời đơn giản. Mỗi người chúng ta đều có những cách hiểu và trải nghiệm khác nhau về vấn đề này. Quan điểm tôn giáo cung cấp cho chúng ta một góc nhìn đa dạng và sâu sắc về bản chất con người và cuộc sống. Bằng cách tìm hiểu và so sánh các quan điểm khác nhau, chúng ta có thể tự mình tìm ra câu trả lời phù hợp nhất cho bản thân. Trong hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa xác thịt và thiêng liêng, chúng ta cần nhớ rằng mỗi tôn giáo đều mang lại những giá trị quý báu và những bài học quan trọng. Bằng cách mở rộng tâm trí và lòng kính trọng đối với những quan điểm khác nhau, chúng ta có thể học hỏi và áp dụng những giá trị này vào cuộc sống của mình, góp phần tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, đầy yêu thương và hiểu biết.